Đêm tối, tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi bên nhau, các thành viên đã ngồi lại cùng nhau trải lòng. Đây là những chia sẻ về đường đời và đường tình, để cho nhau cảm thấy rút kinh nghiệm. Ai có nhiều mối tình nhất thì kể đầu tiên đi. Ai tự tin mà là người có nhiều mối tình nhất ở trong đây? Tôi, một mối tình chính thức. Biba. Phát là người mở lòng đầu tiên và lý do tại sao anh chàng vẫn còn độc thân đến tận bây giờ, bởi mối tình nặng lòng với người cũ. Nó kéo khoảng tầm 4 đến 5 năm. Anh đã thay đổi vì nhiều người khác. Đáng lẽ nó không kéo dài 4-5 năm. Cái tình cảm nó mặn mà và sâu đậm từ cái thời gian đầu. Nó kéo dài khoảng 3 năm gì đó thì anh không nhớ rõ. Cái thời cấp 3 đó. Đến khi lên đại học, đi làm thì nó nhạt dần hơn. Có một thời gian, anh thì anh sẽ có những mối quan hệ với những cô gái khác. Cô này cổ cũng sẽ cho mình cái thời gian tìm hiểu những người khác luôn. Nhưng mà đi đâu cũng về cho cổ, cái thời gian sau cũng quay lại. Anh nghĩ là trong chuyện tình đó thì anh là người có lỗi nhiều hơn. Rồi, ok, cái đó là cái chuyện tình của Phát thôi, nó cũng chẳng có gì đặc sắc hết. Thì vì trải qua ba mối tình thì mỗi mối tình nào cũng không dưới 1 năm. Có thể là tại vì mình thương quá. Thương quá, mình hiểu quá, mình suy nghĩ cho họ nhiều quá. Cái đó cũng là lý do mà mình bị mất họ luôn. Tại sao là khi mình biết tính là người đó sẽ như vậy. Thì cho nên là lúc mà thật sự cái lý do mình để chia tay nó tào lao vô cùng. Nó miếng dáng gì chứ. Nó nằm ở chỗ là bản thân vị trí của người đàn ông lúc đó là mình lúc đó. Mình là người đang đi chứ không phải là người đang đứng. Tại vì khi mình đi xong mình đến một cái bậc đỉnh cao đó, mình sẽ là đứng người đứng thẳng ở trên đỉnh cao đó. Nhưng mà mình đang quá trình mà đang đi. Thì khi mà họ giận thì mình cãi họ. Mình là người đàn ông, mình nói ít làm nhiều. Thì mình sẽ cố gắng đi. Mình đi để mình khi mà mình lên được cái đỉnh đó, mình sẽ có cái căn cứ để mình gặp họ và mình nói chuyện. Thì nhưng mà xui con cái là trong quá trình mình đi, họ cảm thấy không liên lạc với mình. Không có những cái liên lạc của mình. Tại vì mình đang tập trung mà. Không lẽ giờ mình cứ nhắn yêu mình chả có những cái tình nhắn đó, nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà mình tập trung mình đi. Thì mình đi cái thì họ đi luôn. Thì khi mà mình quay lại, mình nói ok anh đã được rồi nè. Thì quay lại thì họ nói em cũng đã đi rồi. Rất là từ muộn. Cho nên là một phần là duyên, nhưng mà mình đừng để cho nó muộn. Nếu mà mình còn cố gắng được thì mình phải cố gắng. Rất là bị nghĩ vậy. Ngươi lúc này ngươi không còn thấy nặng nề về cái chuyện cách đây khoảng một tuần khi mà ngươi chia sẻ với mọi người đó. Và cái điều hối tiếc nhất của ngươi là ngươi đã cho người đó cơ hội quá nhiều. Và lúc này thì ngươi cảm thấy thích khoảng thời gian như thế này hơn. Trên mặt bạn, anh có suy nghĩ đó là bạn đã thoáng rồi, thoáng luôn rồi đó. Bạn đã thành công rồi đó. Yeah, cuối cùng đã có giá trị rồi, 10 ngày giá trị thật. Yeah. Có Nhật hả? Điều mà Nhật hối hận nhất đó là Nhật không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thì như ngày đầu tiên mà khi mà chia sẻ, Nhật có mối tình 2 năm rưỡi. Ừ, đó là mối tình đầu của Nhật. Thì khi mà giống như khi mà mới bắt đầu cuộc tình á, thì Nhật bị gọi là gia đình và bạn bè cấm cản, không cho quen. Và Nhật biết cái mối tình đó sẽ không có đi đến đâu. Và tính tình của người đó thì Nhật nghĩ là mình sẽ không biết là sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Tính cách và mọi thứ. Nhưng mà không biết sao kiểu giống như là mình bất chấp á. Thì lúc đó Nhật rất là bất chấp, hoặc cho gia đình ngăn cản thì vẫn cứ yêu mà vẫn cứ quen cho đến lúc mà Nhật đi du học thì vẫn quen. Nhưng mà kiểu Nhật mệt mỏi thì cứ hàng ngày phải đều gây lộn đến 2-3 giờ sáng, rồi sáng 6 giờ phải đi học xong về chiều tối phải đi làm tới khuya mới về, thì ngày nào cũng vậy. Những lời tâm sự của Nhật có lẽ cũng chạm đến cảm xúc của ai đó. Nó cứ tiếp tục như vậy. Chia tay cũng rất là nhiều lần, nhưng mà cứ chia tay xong là mình lại chấp nhận quay lại và những muốn quen tiếp. Thì đến một lúc mọi người xung quanh
mình mất hết. Cái kiểu mệt mỏi mà không có thể làm được gì á, thì mình mới buông. Lỗi của mình là mình buông nhưng mà mình vẫn còn yêu. Cái quan niệm trong tình yêu của Nhật, hai người còn yêu cho dù bất cứ cái sóng lớn như thế nào cũng không được chia tay. Còn đã chia tay mà khi còn yêu là sai. Mình rất là cảm động mà nhìn thấy em bé buồn ngủ mất con luôn. Tại mi cảm thấy là cái mối tình của mi á nó không có đủ như các bạn á nên không có thể chia sẻ được. Không có gì đâu, cũng có giá trị lắm mà. Thật sự mi là người rất là trung thủy. Các bạn mi đã từng quen á, quen chính thức khoảng 8 tháng rồi. Nhưng mà thời gian á mà mi đợi là 2 năm. Không nói đâu. Giống tôi á, tôi cũng người trung thủy á, cái họ tốt lắm. Tới bây giờ á, mi mỗi lần mi suy nghĩ lại á thì mi cứ nghĩ là mi ngu ngốc lắm. Mỗi lần mi nghĩ là mi học. Cái cảm xúc mi á nó rất là mạnh. Có thể là mi gặp một lần thôi. Mi đã hết rồi. Thì tất cả những người tốt hơn, tốt hơn á, mình sẽ cũng không bao giờ mở lòng được. Người cuối cùng là Phong Linh, cô nàng chưa từng có một tình yêu đúng nghĩa. Thực ra khi mà nói mình chưa có một mối tình nào á, điều đó nó đúng và nó là điều thẳng thắn và chân thành nhất của Linh. Linh hay nói khuyết điểm của mình là chưa thực sự yêu bao giờ cả. Điều đó không có nghĩa là Linh chưa từng trải qua cảm xúc hoặc là Linh chưa có những trải nghiệm trong tình cảm. Linh là tiếp người ưa mạo hiểm, ưa rất thích đẩy bản thân mình vào trong những việc mà thử xem giới hạn của mình là ở đâu á. Ví dụ như nói Linh là gái đúng tích hiện đại, quậy phá thì cũng đúng. Mà nếu nói Linh là một người truyền thống, quan niệm cổ hủ cứng nhắc thì cũng đúng. Ngay cả ba mẹ Linh tính thời điểm bây giờ cũng phải chấp nhận con người Linh có cả hai phần đó. Nó không tách biệt nhau, nó mâu thuẫn với nhau nhưng nó luôn tồn tại ở đó. Nhiều người thân thiết đó, nói với Linh là có lẽ vì Linh viết truyện và Linh bị suy nghĩ quá nhiều đó, cho nên những cái cảm xúc mà người ta dễ dàng đạt được trong cuộc sống đó, Linh đã đạt được nó trong cái suy nghĩ của mình rồi. Cho nên Linh bị yêu cầu một cái mức phóng đại gấp nhiều lần và nó phải mạnh mẽ hơn nhiều lần trong cuộc sống. Bây giờ mà nếu mà nói đã từng yêu ai chưa thì cũng chưa. Nhưng những cái thử thách bản thân và những cái trải nghiệm trong tình cảm, nói thật là đã từng trải qua nhiều. Giống như em bị khiếm khuyết về mặt tình cảm á, em cái thì em có quá nhiều, cái thì em lại quá thiếu. Em không đủ dại khờ để yêu ai, mà em cũng chẳng đủ lý trí để không yêu ai. Để rồi cuối cùng cái người mà luôn bị tổn thương lại là mình. Em nhiều quá cũng như là nó bị quá mệt mỏi luôn. Ví dụ như là có nhiều cái người ta phải trải nghiệm, người ta không cần phải đọc sách đọc vở gì hết, người ta không cần phải. Linh cũng có đọc sách đâu. Đây là ví dụ người ta trải nghiệm cái cảm xúc đó, cái cung bậc đó, người ta ok lúc đó lại làm kinh nghiệm. Còn Linh là một người kiểu trời phú á, kiểu ngồi nhà trong cái tự nhiên có sẵn đáp án luôn. Thì bây giờ mình sẽ đặt cho mình, bây giờ những người mà biết đáp án rồi thì chả ai mà ngu mà đi làm điểm thấp cả, phải đặt điểm cao thôi chứ sao bây giờ, đúng không? Sau khi nghe những lời tâm sự của Phong Linh, Bi đã có một cuộc hẹn riêng với cô nàng. Bi lúc nào cũng phải sao vậy? Chứng minh cái gì đó mà người khác nói mình không làm được, sau cái mình luôn phải chứng minh là mình làm được. Tại vì Bi cũng đã nói rồi, Bi ghét nhất là người tao ăn cho Bi. Và thứ hai là mình, nếu mà mình đã nhắm là trong cái sức lực của mình làm được thì mình không thể nào để cho họ đánh giá thấp được mình. Okay. Có thể mình không phải chứng tỏ thì mình cao hơn ai cả, nhưng mà ít nhất là người đàn ông thì phải cho người phụ nữ người ta thấy được cái lòng mình là chỗ dựa, ít nhất là như vậy. Tại vì nếu mà người đàn ông mà không tạo cho người phụ nữ có được cái lòng tin đó thì tạo vô cùng không gì là không thể. Nếu mà mình tập trung, có thể là sức mình ok, sức mình ở giới hạn, nhưng mà nếu mà mình
cố gắng, thật sự cố gắng thì nó sẽ làm được. Đó là cái không phải là mình muốn thể hiện, nhưng mà mình chỉ muốn rằng cái người mà bên cạnh mình ít nhất là mình cũng sẽ bảo vệ họ. Ở cái sức mình có thể mình sẽ cố gắng hết. Sau những nỗ lực chứng tỏ của Bi thì dường như Phong Linh cũng đã có những suy nghĩ khác. Điểm tương đồng để có thể cởi bỏ cái suy nghĩ không thích về nhau và có thể làm bạn thoải mái hơn. Hôm qua Linh có nói với Bi là Linh thấy Bi vào chương trình này để kiếm fan hâm mộ, chứ không phải là kiếm một đối tượng hoặc là như thế nào đó. Và Linh cũng có nói thẳng thắn với Bi là không cảm thấy những cái cách đối xử hoặc những chia sẻ của Bi có gì đặc biệt hơn so với cách mà Bi đối xử fan hâm mộ của mình cả. Thì Linh nghĩ là sau hai lần tiếp xúc từ hôm qua đến hôm nay thì đã thoải mái hơn và có thể làm bạn vui vẻ giống như những người khác trong nhà chung. Nhưng tinh thần của Bi Max thì đang thực sự bế tắc. Thật sự thì cũng như lúc đầu nó chỉ nghĩ là ở mức độ bạn bè thôi. Mình tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa để coi coi mình còn có nhiều điểm chung hay không. Thì vì thật sự thì nó cũng có vài cái điểm chung, nhưng mà riêng đến bây giờ mà hỏi thật thì Vimax không đặt nặng quá về cái mức độ đó, mà chỉ đặt là ok chúng ta sẽ là bạn, còn mà để phát triển hơn thì Vimax không đủ lòng tin để đặt nữa đâu. Rồi cặp đó mà là bí ẩn, để tôi sẽ ức tới khi nào. Tức hơn cái chữ tức nữa. Cùng lúc đó cũng có một cuộc hẹn khác. Biết sao nãy giờ buồn không? Sao? Thật sự hai năm nay rồi thì Nhật mới có cảm thì Nhật cũng nói đi. Thì hai năm nay rồi Nhật không nghĩ là vô chương trình này á, Nhật lại kiểu có cảm xúc là có tình cảm ngắn ngày kiểu vậy. Thật sự không nghĩ, không hiểu bản thân là tại sao phải nó tiến triển nhanh quá vậy, và bị đau, và bị có thể là bị đau nếu như My là cặp đôi bí ẩn. Sao từ lúc đầu tới giờ Nhật đâu có nghĩ là My là cặp đôi bí ẩn đâu? Không, cái đó là Nhật chỉ ví dụ thôi, cái là ví dụ để biết được là cái mức độ cảm xúc của Nhật nó đang như thế nào á. Nhật sợ My lầm Nhật, có nghĩa là giống như là nhìn Nhật mà hơi giống bạn trai cũ làm cho My đau á. Cái My bị cảm xúc nó không có, giống như sợ và đề phòng, cộng với việc thật sự Nhật cảm nhận như là My, nếu như Nhật mà là một cái màu khác á thì có thể, nhưng mà nhiều khi Nhật là cái màu giống bạn trai của My á thì My vẫn chưa có sẵn sàng. Thật sự với Nhật á, My nghĩ là không có kết quả. Nên My phân nửa My á là lâu lắm rồi My mới có cảm giác là mình gặp một người mình có thể mình nói chuyện vài câu mà mình có cảm xúc là mình muốn nói chuyện tiếp. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái đơn giản vậy á, nhưng mà My tìm không có được. Bởi vì cái gì My suy nghĩ rất là nhiều. Tại sao là như vậy? Rất là lâu rồi. Em nói tại sao lại kiểu mà rất là nhanh như vậy. Mà My không có biết là có đó phải là tình cảm hay là cái kiểu My đang lúc buồn hoặc cái gì đó thì My lại nghĩ vậy. Không biết, kiểu mà My không có rõ ràng được. Em không có biết là cái này là cảm xúc hoặc của mình hay là giống như là mình bị ảo là lặp lại á, kiểu mà cảm xúc của người cũ á. Nên em quyết định là nếu mà Nhật á, tại Nhật cũng có ý là muốn tỏ tình á, thì em nghĩ nếu mà Nhật tỏ tình với em á thì chắc là em không có chấp nhận, tại vì em sợ là qua chương trình á thì tụi em không có tiến xa hơn. Nhật đang lại có cảm giác, và từ từ đang có cảm giác ghê, gọi là đang bắt đầu hình thành cảm giác kỹ, có nghĩa là đang có cảm xúc về tình cảm mạnh. Thì Nhật biết là mới, thứ nhất là chỉ có mấy ngày tìm hiểu, Nhật không có muốn quyết định vội hay gì hết. Nhưng mà Nhật buồn ở đây là Nhật giống như là một cái màu của bạn trai cũ của My, và My đã nhầm tưởng nó
chứ không phải là My có cảm giác và thích một người, giống như có cảm giác với Nhật, riêng với Nhật và thích Nhật. Có nghĩa là My cũng chưa biết tính cách của Nhật như thế nào và cũng không biết Nhật có giống màu bạn trai cũ của My hay không. Nhưng mà nó buồn và nó xuất phát ở chỗ là My được xem giống như là người thế của bạn trai cũ của My, là nó đã giống và My lại giống như là lại khơi lại cái nỗi buồn của My. À, cái cuộc hẹn của mình với My trên cái bãi biển thì cảm xúc của My có, nhưng mà vẫn còn cái gì đó gọi là nó hơi lo sợ là nhìn mình giống bạn trai cũ và sợ cái cảm xúc là bị đau hay như thế nào đó. Tại vì My đã từng trải qua một mối tình và khiến cho My buồn nhiều, nên mình thì khá là giống với bạn trai cũ của My, cho nên My sợ. Thì mình lúc đó mình mới chỉ là nói về cái cảm xúc thật của mình là có tình cảm với My, và cố gắng làm mọi cách để My tin tưởng. Rồi bây giờ là Nhật lại để cho My một mình, giống như là bỏ cuộc. Nhật đã nói rồi, không có muốn My bận tâm phải không? Nhật đã nói rồi là Nhật đã sai lầm một lần á, là còn yêu mà chia tay. Thì My nghĩ Nhật có sai lầm khi mà có mắc thêm một sai lầm nữa khi mà có cảm xúc mà từ bỏ nó, hiểu không? Có cảm xúc mà từ bỏ nó không? Sau cuộc nói chuyện đầy hoang mang, bộ đôi Nhật và My lại tiếp tục gây ra một sự kiện bàng hoàng khác. Mọi người ơi, Nhật có chuyện muốn nói với mọi người á. Nó không biết ổn rồi. Đây luôn thì... hả? Trời, bắt đầu nghiêm trọng quá, tôi sợ. Trước tiên á, là Nhật xin lỗi mọi người. Thì bây giờ Nhật sẽ nói thiệt. Sau bao nhiêu cái gọi là cái sóng gió giữa Nhật với lại My, thì bây giờ Nhật với My, trước khi mà Nhật vô chương trình này á, Nhật với My cãi lộn rất là nhiều. Thì có chia tay và rất là nhiều kiểu khó ấy á. Cái xong rồi Nhật với My mới quyết định là vào chương trình này để thử thách cái tình cảm. Thì bây giờ á, đối với Nhật với My á, cái chuyến đi mà 100 triệu á, ấy không có còn ý nghĩa nữa, cho nên Nhật với My sẽ công bố với mọi người Nhật với My để đừng có suy nghĩ và buồn nữa. Hay chưa? Cái khúc này tao bị ngu. Tao không suy nghĩ cái trường hợp này, gấp sạch tao không suy nghĩ được. Là một á là My bị lừa, hai là tất cả đều bị lừa. Thì bây giờ sorry mọi người là tất cả đã bị lừa. Chắc là mình dẫn nó đi ăn rồi anh ơi, dẫn nó đi ăn rồi. Thật sự là My xin lỗi về những ngày qua My đã nói gạt mọi người, nhưng mà thật sự mọi người cũng không có tổn thương nhiều. Trời ơi, tổn thương nè, con này nó tổn thương nè. Quê quá. Cũng xin lỗi em, kỳ vậy. Bởi vì những cái cảm xúc mà em trải qua em bị sốc quá. Sốc rồi. Tự cười bản thân một tháng. Bản thân cũng vậy. Tao đã làm tin My. Tao đã làm tin My. Anh em mình chắc kèo quá. Thi này vô bị nhục mặt quá luôn á thiệt á. Mình lúc mà mình nắm tay My á, thì lúc đó đang rất là hứng. Thì mình muốn dẫn My vào lừa một cú, gọi là đánh lừa mọi người. Và mình lúc đó mình cũng muốn nhìn cái vẻ mặt của cặp đôi bí ẩn có như thế nào. Và mình cũng muốn cặp đôi bí ẩn không có buồn nữa. Như hồi nãy mình thấy cặp đôi bí ẩn nó đã vui hơn. Cái điều mình muốn làm dành cho mọi người, tại vì chỉ còn một ngày, hai ngày, chỉ còn hai ngày nữa ở cùng với nhau, thì mình muốn có một cái gì đó cho mọi người không khí đã vui trở lại. Khi mà em nghe được cái thông tin giữa My và Nhật thì em nghĩ đó là thật, không hẳn vô cùng. Bằng cảm giác lúc này của Vimat là nó bị mất lòng tin.
Ngư thấy sốc, Ngư thấy bị choáng, Ngư thấy là Ngư và Phong Linh nữa, kiểu hai người đã chuẩn bị để vạch mặt cặp đôi bí ẩn. Nhưng mà không ngờ chính hai người đó là hai người mà không ai đề phòng nhất. Thì biết là họ từ từ thích nhau thôi. Và cả Ngư và Phong Linh đều rất là ủng hộ Mi, nhắn tin riêng với Mi là hãy tấn công đi, tiến lên đi, hãy ngồi ngủ trên xe, hãy dựa vai đi, rồi này nọ, tức chút là chỉ dạy Mi các kiểu và đốc thúc Mi để cho Mi tiến lên với Nhật, tại vì Ngư rất là muốn sau chương trình này sẽ có một ít nhất là một cặp đôi tỏ tình với nhau. Nhưng mà tới cuối cùng khi mà nghe nói họ là cặp đôi bí ẩn thì quá xuất sắc rồi, không ngờ họ có thể làm được điều đó. Không ngờ là hồi nãy bị cười vô trong mặt. Tạm gác lại những suy nghĩ về cặp đôi bí ẩn, sáng hôm sau các thành viên đã rất thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Trời ơi, mất hình tượng của anh. Đi lên. Ôi, hai đứa nó diễn xong kìa. Câu điên đương bơi kìa. Nhắn thèm. Đá giò nó, đừng cho nó đứng. Gạt chân nó, ừ. Gạt chân nó, đừng cho nó đứng. Trời ơi, tai nát rồi, tình yêu kìa, tình yêu tôi. Tình yêu tôi, tự như hai cái vừa lắm luôn. Con bánh bèo nhảy xuống cho nó hoành tráng chứ. Bạn chú to bạn cái bạn nhảy cao lên chứ đi. Nhật cao hơn rồi mà. Không cao là bên này, còn cái cổng là bên này. Cũng có cao luôn. Có cao luôn, kiện có cao, cao luôn. Dạ, có. Cái điều kiện như tiểu sư mẫu của cậu. Ý là anh bị lát hơn. Mấy cái bị lát. Trời quá à. Bây giờ Nhật mang đôi giày hơn 14 phần lần. Hồi tối hôm qua chia sẻ là đã thấy là Nhật nhỉnh hơn Mi 3 cm, đúng không? 3 cm. Đứng lên đo đi. Em đang giày thấp nè. Dạ, Nhật cao 2 phân. Cao hơn 2 phân. Vậy đứng chung 2 cm. Thôi ra ngoài đứng. Không, tôi xem sao, tôi đứng một cô, tôi coi đứa nào cao hơn tôi biết nè. Hay quá, đứng lên xéo xéo đi, nhưng đứng dưới anh đứng xéo xéo vậy. Anh ta đứng không, anh ta đứng trước em á. Nhìn cái vai là biết cái gì, nhìn cao hơn, nhìn cao hơn. Nhìn cao hơn. Cao hơn 2 đến 3 cm. Đúng rồi, đúng rồi. Cao hơn, yeah, vỗ tay nào. Rồi, bây giờ tới Mi với Linh nhau rồi kia, hai đứa cổng nhau đèo nhau ra ngoài tới biển rồi kia. Anh đã chưa được ăn, bạn đã chưa được ăn. Mục đích là gì mà? Mình đổi cái tư thế nào mà nó men hơn được không? Rồi. Okay. Xỉu đi, rồi xong bây giờ muốn đi đâu nè? Ok rồi. Đi, ok. Đi, 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 đi. Wow. Thật buồn hả?
Ok. Từ bây giờ mình đi ra đây. Ăn cơm. Lớp hao mùa ba ăn giọng. Dạ. Yeah. Yeah. Giọng đi. Mọi người ăn hết thì sang tiếp nhé. Chiều tối hôm đó, các thành viên đã trở về và bữa tiệc cuối cùng cũng đã sẵn sàng để chờ đón họ.